Xin chào tất cả các bạn, mình là Vinh Nguyễn cũng như là Yus đến từ Team Làm. Hôm nay sẽ hướng dẫn cho bạn một bước top rock mới, là bước backstep. Đối với backstep này là bước cực kỳ hữu dụng bởi vì nó sẽ kết hợp với rất nhiều là nhiều go down và nhìn rất là đã nữa. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ đến với backstep như sau. Đầu tiên thực hiện bước này, mình đá chân phải lên trước một, và sau đó mình cong chân lên, hất hông hoa đánh chân nhịp hai. Các bạn chú ý ha, cái hông của mình sẽ đánh qua. Ok, tương tự như bên còn lại, mình đá chân trái lên ba, đánh hông bốn. Ok, bây giờ mình sẽ làm lại một lần nữa nhé. 5 6 7 đi, 1 2 3 4. Ok, động tác này mang cảm hứng từ một cái niềm vui và cảm hứng khi người B-boy bigger thể hiện cái phong cách của mình, nên là các bạn hãy vươn mình ra cười lên. Ok, hay sự năng động của nó. Và bây giờ chúng ta hãy thử làm nó với 8 nhịp nhé. 5 6 7 đi nào, 1 2 3 4. Hey, tay, hey, ok. Và đó là backstep. Bây giờ chúng ta hãy thử kết hợp với nó với âm nhạc nào. Ok, lo-fi music. Và đó là lo-fi music. Chúng ta hãy đối với lại cùng pop music. Ok, phải là thùng pop music. Và bây giờ chúng ta hãy thử tăng tốc độ lên với lại break beat. Ok, và đó là break beat. Và chúng ta đã đến với lại bước backstep ngày hôm nay. Mình hy vọng với những cái bước top rock mới này, các bạn sẽ kết hợp nó với những cái đội hình đội nhóm của mình, với những cái đội hình như là Canon tương tác những cái hành vi với nhau, thì sẽ bài diễn mình sẽ rất là năng động và cực kỳ bùng nổ. Ok, nếu như các bạn hay thích video này thì hãy like cho nó, cũng như là subscribe cho kênh của mình để nhận được thêm nhiều bài học breaking cũng như là những cái tip hữu dụng cho bài nhảy của mình nhé. Ok, và Vinh Nguyễn cũng như là từ Thiên Làm, vì sao subscribe Thiên Làm sẵn làm bài move.